5 mẹo chỉnh sửa video trên CapCut bạn cần biết phần 1. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ở trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn 5 cái mẹo để giúp các bạn tăng tốc độ chỉnh sửa cắt ghép video trên CapCut. Trước khi đi vào video thì mình mong các bạn hãy bỏ chút thời gian bấm like và subscribe để ủng hộ mình nhé, để mình có động lực ra nhiều video hơn. Ok, không để các bạn chờ lâu, mình sẽ bắt đầu luôn nhé. Mẹo thứ nhất, chúng ta sẽ cài đặt ngôn ngữ cho phần mềm. Đầu tiên, các bạn sẽ mở phần mềm CapCut lên, sau đó các bạn sẽ sang phần phía góc bên phải nhé. Nó có biểu tượng là setting này. Ở đây, đối với các bạn mà không thuận tiện, tức là không quen ngôn ngữ tiếng Anh ấy, thì các bạn có thể là sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt để chúng ta edit được dễ dàng hơn. Các bạn có thể là biết những cái công cụ, những cái thanh công cụ của nó và những cái tính năng của nó như thế nào, thì chúng ta sẽ dễ dàng điều chỉnh và sử dụng để edit nhé. Thì các bạn sẽ vào cái phần setting này. Ở đây các bạn sẽ bấm vào setting này. Các bạn sẽ sang đến cái mục thứ tư này, ở language này, bấm vào. Rồi, ở đây nó đang chọn là tiếng Anh thì các bạn sẽ kéo xuống dưới này, chọn vào tiếng Việt. Đấy, xong các bạn lưu vào. Rồi, các bạn bấm restart này. Đấy, sau đó các bạn sẽ mở lại phần mềm lên. Đấy, các bạn sẽ mở lại phần mềm lên thì nó sẽ hiển thị ra cho các bạn như thế này. Đấy, nó sẽ hiển thị là tiếng Việt và các bạn sẽ chọn là tạo dự án này. Như vậy là cái giao diện của cái phần mềm CapCut này nó sẽ hoàn toàn bằng tiếng Việt. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy những cái thanh công cụ nó đã bằng tiếng Việt rồi nhé. Đó, thì các bạn có thể dễ dàng điều chỉnh rồi đúng không? Ok, đó là cách thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn sẽ thay đổi vị trí lưu bộ nhớ đệm khi mà chúng ta sử dụng phần mềm CapCut này nhé. Đấy, các bạn sẽ quay trở lại nhé. Ở đây, các bạn cũng sẽ lại vào cái mục setting nhé. Các bạn sẽ vào mục setting này. Đấy, các bạn sẽ vào setting. Ok, ở đây cái phần đầu tiên là lưu này, vị trí lưu này, phần download này. Đấy, thì các bạn sẽ thay đổi hai vị trí này nhé. Ví dụ như cái lưu này thì các bạn có thể là chuyển. Ở đây nó đang, các bạn có thể đang mặc định là ổ C thì các bạn sẽ chuyển sang ổ DES tùy vào cái ổ mà các bạn chia nhé. Thì chúng ta sẽ tránh là làm đầy cái ổ C và làm giảm cái tốc độ xử lý video trên cái phần mềm này. Đó, thì các bạn sẽ chuyển nhé. Chuyển đơn giản thì các bạn sẽ chỉ bấm vào đây thôi. Đó, sau đó các bạn sẽ chuyển đến cái vị trí lưu, ví dụ ở mình là ổ D, ổ E. Thế thì các bạn xem là vị trí nào nó trống thì các bạn chọn nhé. Ví dụ mình chọn ổ D này. Đó, mình tạo một thư mục mới. Đấy, mình có thể là lưu là CapCut này. Đó. Ở đây là trùng file rồi, đây có cái new đây. Thì các bạn chỉ cần select folder ở vị trí dưới cũng vậy, thì các bạn sẽ lưu đấy, tải file về cái vị trí nào đấy thì các bạn sẽ chọn ở đây nhé. Cũng tương tự thôi đấy, các bạn sẽ chọn đến cái vị trí nào đấy, DE gì đây. Sau đó các bạn sẽ tạo một cái thư mục mới. Ví dụ mình tạo ở E này, mình ghi là lưu này, lưu video này. Đó đấy, bấm vào đây. Đấy, nó sẽ chuyển sang ổ E rồi. Sau đó các bạn lưu vào. Tiếp theo, cách thứ ba là các bạn sẽ thay đổi cái proxy của cái phần mềm CapCut này. Thì các bạn sẽ vào trong phần mềm nhé. Ví dụ mình sẽ vào phần mềm này. Ở đây các bạn sẽ chọn sang cái mục đó là Modify này. Chọn vào nhé. Chọn sang cái phần là Performance này. Rồi, ở đây các bạn sẽ chọn sang cái phần Performance nhé. Nhớ nhé, Performance này. Rồi các bạn sẽ chọn sang cái Policy này. Bấm vào đây. Đấy, sau đó các bạn sẽ chọn xuống cái phần là dưới này. Đấy, các bạn chọn một trong hai cái. Cái tác dụng của cái chuyển proxy này là như thế nào? Thì đối với các bạn mà máy yếu ấy, cấu hình máy yếu ấy, thì chúng ta có thể là khi đang edit máy nó sẽ xảy ra tình trạng là giật lag. Đấy, thao tác mình sẽ không được nhìn rõ. Thì chúng ta sẽ chuyển cái video của chúng ta đấy, giảm chất lượng xuống khi mà chúng ta edit. Đấy, tuy nhiên khi chúng ta edit xong, chúng ta xuất file ra, chúng ta export ra ấy, thì cái chất lượng video của chúng ta nó sẽ không bị ảnh hưởng. Ví dụ các bạn mà đưa file video vào nó là 4K hoặc là Full HD đấy, nhưng mà chúng ta khi mà edit chúng ta chỉ để là review, tức là chúng ta nhìn ở trên cái phần timeline ấy, chất lượng của nó sẽ giảm hơn để chúng ta dễ thao tác trên cái phần mềm nhé. Nhưng tuy nhiên sau đó khi chúng ta mà import ra ấy, cái chất lượng nó sẽ không bị thay đổi đấy, nó sẽ không bị thay đổi khi mà chúng ta chọn cái proxy này nhé. Đó, cách thứ tư, các bạn sẽ sử dụng phím tắt khi chúng ta edit phần mềm CapCut trên máy tính này nhé. Các bạn sẽ vào phần shortcut này. Đó, shortcut. Ở đây nó sẽ cho các bạn những cái bộ cài sẵn để các bạn có thể là tùy chọn và sử dụng nhé. Đấy, thì ở đây các bạn sẽ chọn này. Ví dụ ở đây là shortcut 2 này. Đấy, shortcut 1 này. Thì các bạn nhìn đấy, khi mà chúng ta chọn mỗi một cái mục ấy, thì nó sẽ thay đổi. Đấy. Những cái này, những cái này, những cái lệnh này nó sẽ sử dụng bằng những cái phím tắt này. Đấy, thì chúng ta khi chúng ta edit ấy, thì chúng ta sẽ thay vì chúng ta phải di chuyển đến từng cái vị trí đấy thì chúng ta có thể là sử dụng phím tắt để tăng tốc độ
mà chúng ta edit video trên phần mềm này. Sau khi các bạn chọn được một cái vị trí là một cái mục nào ấy mà các bạn thấy nó tương thích với mình thấy dễ sử dụng này, thì các bạn bấm vào lưu. Đấy, để các bạn khi mà edit thì chúng ta sẽ sử dụng phím tắt. Mẹo số 5, chúng ta sẽ tối ưu cái thư viện mà chúng ta sẽ edit trên cái CapCut này. Thư viện là gì? Ví dụ như các bạn là hay phải chèn logo vào trong video này, số điện thoại liên hệ này, hoặc các bạn mà quen sử dụng nhạc, hình ảnh thì các bạn sẽ đưa vào trước để mỗi lần chúng ta edit chúng ta không phải đưa thêm những cái dữ liệu đấy vào. Thì cách làm như thế nào? Mở ra cái giao diện như này. Đấy, các bạn sẽ chọn ở đây. Đấy, các bạn sẽ chọn vào cái vùng này. Rồi ví dụ mình chọn vào đây. Ở đây nó sẽ có phần video này, ảnh này, sticker này, phông chữ này, background này, music này. Đấy, các kiểu chữ này. Đó. Hoặc là màu sắc. Đấy, ví dụ như các bạn edit mà chúng ta hay theo một cái tông màu nào đấy thì các bạn hoàn toàn có thể import, tức là chúng ta sẽ đưa cái màu chủ đạo của chúng ta vào, và khi chúng ta edit thì chúng ta chỉ việc là đi theo cái màu đó thôi, thì sẽ đỡ mất thời gian các bạn import vào chờ đợi nhé. Ví dụ ở đây mình sẽ import một cái ảnh vào, import này. Đấy, mình sẽ chọn vào, sau đó mình sẽ chọn một cái ảnh nào đấy, ví dụ mình chọn ảnh này. Rồi nó load lên này, mình đã vừa đưa một cái ảnh vào rồi nhá. Đây mình ví dụ nhé, mình sẽ quay trở lại. Đấy, sau đó các bạn sẽ vào cái phần này. Đó, đây là mình mới đưa một cái ảnh nhá. Ví dụ như các bạn đưa thêm video, nhạc, background, màu sắc, sticker và phông chữ các thứ, các bạn sẽ sử dụng nguồn những cái thư viện mà các bạn đã đưa vào để các bạn tăng tốc độ khi chúng ta edit video trên CapCut. Ok, vừa rồi mình đã vừa chia sẻ cho các bạn 5 cái mẹo để tăng tốc độ edit video trên phần mềm CapCut máy tính. Các bạn thấy chia sẻ của mình hữu ích thì hãy like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.